understand. Xin chào đón những thí sinh tươi trẻ của Bước Dậy Ngàn Cân. Soái ca tương lai Lộc Vượng và bạn nhảy Ngọc Anh. Vận động viên judo Ngọc Khánh và bạn nhảy Huỳnh Mến. Nam thần dance sport Thái Sơn và bạn nhảy Phạm Lực. Ca sĩ Ngàn Cân Xuân Lộc và bạn nhảy Hải Anh. Cô giáo mạnh mẽ Mai Trang và bạn nhảy Minh Hiền. Hot girl nụ cười tỏa nắng Tô Tố và bạn nhảy Đình Lộc. Bước Dậy Ngàn Cân Danger Fat Up đồng hành với nhãn hàng trà thảo mộc Dr. Thành. Hãy cùng chào đón MC Trấn Thành. Ai sẽ là quán quân của Bước Dậy Ngàn Cân hôm nay? Sẽ là một trong những thí sinh mà quý vị và các bạn vừa theo dõi tiết mục trình diễn của họ. Hãy dành một tràng pháo tay nồng nhiệt cho những gương mặt rạng rỡ trên sân khấu.